Xin chào tất cả các anh em nha. Video trước mình có hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop từ sáng The Swap nhận tốc cần THRX trên dự án điện phơm các bạn. Vì có nhiều lý do tài khoản giả mạo không hoàn thành nhiệm vụ nên dự biểu mẫu này dự án này nó sẽ xác nhận lại các bạn. Xác minh lại tài khoản thì để xác minh lại tài khoản các bạn lấy phần link mô tả. Thứ nhất của mình các bạn mở Telegram bấm Start này. Sau khi bấm nơi Start xong các bạn bấm Join AirDrop. Do nay góp xong thì các bạn nào chưa hoàn thành nhiệm vụ thì hoàn thành nhiệm vụ các bạn. Trước kia mình hướng dẫn các bạn điền form thì chắc hoàn thành nhiệm vụ hết rồi. Do nhóm chat, follow trailer, follow Twitter, follow minimum các bạn. Rồi bạn bấm submit detail các bạn. Rồi bấm don. Twitter thì các bạn nhớ retweet tăng 3 người bạn vào. Rồi các bạn gỡ được đường link profile Twitter mình nè. Rồi tiếp tục thì các bạn follow minimum và gỡ được đường link profile minimum nè. Rồi tiếp tục các bạn gỡ địa chỉ với Binbi Smart Chain các bạn. Trước kia các bạn khai báo trên form đó. Rồi bạn bấm Don, rồi bạn bấm Set. Bạn nào dự án này còn làm được các bạn, bạn nào chưa làm thì giờ cũng quá làm luôn nha các bạn. Rồi bạn bấm Status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Giờ mình giới thiệu cho bạn một cái kèo thứ hai là mình nhận được một token Ren từ dự án Red Swap. Thì dự án token này đã list lên sàn Bankake Swap nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video phần link thứ hai của mình, các bạn bấm nút Start này. Sau khi bấm Start xong thì các bạn bấm Join AirDrop tiếp tục các bạn. Rồi các bạn join vào nhóm chat, follow Winchiller, follow Twitter. Rồi các bạn bấm như submit detail thì các bạn join Telegram nào thì các bạn điền là username Telegram đấy các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram mình. Rồi tiếp tục thì bạn gỡ là username Twitter mình. Rồi các bạn gỡ địa chỉ Binbi Smart Chain các bạn. Rồi các bạn bấm vào sau tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận một token Ren. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.